Wow, hôm nay giờ mai 9 giờ sáng, cổ xe nó ghê này rút cũng đi kìa. Xe lên gót chở chúng ta đi vòng vòng. Qua chỗ này xin mẹ không? Đếp. Sunrise qua này giúp qua lại ăn uống, ăn uống qua lại hai bên, bên nào cũng được, đi 3 phút là tới. Bên này rút thì có nhà thờ. Según la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que. Hôm nay là sáng chủ nhật, phái đoàn chúng tôi đã tham dự thánh lễ hoàn tất. Thánh lễ đã xong, 50% chúng tôi đã nhẹ người, đã hoàn thành. Đã nhẹ người là chúng tôi đã hoàn tất. Sau khi lễ là chúng tôi đi chơi vui vẻ. Cái nhà thờ kiến sát bờ biển tại khách sạn resort Nezut thuộc Moon Palace. Chúng tôi thì ở bên Sunrise. Sunrise anh ấy giúp qua lại ăn uống như nhau, tất cả đều free, ăn uống thoải mái, không tốn đồng xu nào hết. Sau khi lễ ra có người tiếp nước cho chúng ta uống, phục vụ đầy đủ. Đây, còn tất cả đây là những phòng ngủ ở resort Nezut nhìn ra biển. Chị ăn à, không đói à? Yeah.
Này, đội team của chúng tôi. Thế đoàn này hơi đông, chừng 50 người. Wow, thấy đoàn của chúng tôi là những thiên thần áo trắng không à, bữa nay. Sau khi tham dự thánh lễ buổi sáng và chụp hình đường biển, giờ bắt đầu chúng tôi đi vào ăn buffet tại Nisu. Đây, cô Ngọc, một gia đình từ Houston. Đây, phái đoàn chúng tôi bắt đầu hành trình. Phái đoàn chúng tôi chừng có 50 người thôi, không có nhiều. Đi lễ, sau đi lễ về, giờ bắt đầu vô, mời vô ăn buffet. Đây là một cái chợ trời ở thành phố Cancun, bên Mỹ. Đây là những người Cancun bán này. Mẹ ơi, mẹ Hương. Bao nhiêu? Ủa đây bán bao nhiêu? Quanto hả đi quan? 500 là tức là 25 đồng. 500 peso. Đây. Chưa có mua bên đường đó. Bán đủ thứ hết. Đây khu chợ của Mỹ. Thành phố Cancun nó bán rượu. We taste the beer, guys. Yeah. Coconut, mango, chocolate, coffee, and the strong one too. What's up, big daddy? Yes, sir. I'm gonna help you. Yeah. Thank you. Good pictures, maybe Chichen Itza, Tulum Cava. Yeah. Looking. What about some tours? What you looking for? Okay, wait a minute. Oh, we have a friend. Big group, big discount. Yeah. Eight. Hey girls, I want a picture of you from this side. Đây là chợ trời của Mỹ, Hàn Quốc. Wow, bán đồ giống như Việt Nam. Trả giá. Vô mua trả giá và giành khách giống nhau. Wow. Here. Come on, we're going back to the front, guys. Okay, behind you. Quite
here? No. But yeah. I guess? Yeah. Oh, is it here? Đội quân chúng tôi đang đi chèo thuyền. Một cặp tình nhân đi đang chèo ra ngồi kia làm gì đó không biết. Rồi đang vô lại. Đây. Nhân thiên. Rồi hai ông boy xuống liền. Xuống đây. Rồi. Hai tay đều nhé. Con làm đều với nhau nha. Cái tì ơi làm đều với nhau nha. Đều. Nào làm. Kìa đứa trọng cao đứa dưới đáy chạy ra máy không ra được. Đẩy nó ra thêm, đẩy ra. Đây. Đó, hai đây là hai vận động viên đang đi thi. Đó, hai đây là hai vận động viên đang đi thi. Okay, đi chị đó. Rồi, để ra. Same way. Em đi chiến thắng rồi hả? Ok, now left, right, do it together. Now, so you have to... Hồi nên biết lại, anh muốn ra, anh muốn quay, quay, anh cho ra nè, biết. Tưởng là một thằng chèo dễ hơn. Đúng rồi, một thằng dễ hơn, hai thằng đó phần quốc dễ hơn. À. Nó kia rồi đó. Sau mình như đằng trước. Ừ. Bám cổ bố này. Cổ bố này. Đúng rồi, có này có áo phao như phô đeo đổ rồi. Đấy, cái này mới đi là phải biết đi được. Không thể hả? Nhưng mà thấy chạy nhanh hả? Ờ, thì mình chạy nó chỉnh chạy vô. Wow, Danny, thank you. Danny đi một mình. Biển người ta biển xanh, còn ở đây là biển đỏ. Đặc biệt biển ở đây là nước đỏ. Này, hôm nay bơi. Nằm. Vô chưa? Các bạn ngồi đó xíu coi với chưa mình ngồi về mình về chờ được mà cứ ngồi cố gắng làm mà đau luôn á. Làm mà hồi đó thì nó kinh nghiệm như vậy lắm.
Dũng về cái gì mà lần đầu tiên làm cũng khó hết như vậy thôi. Đó là lần đầu tiên mình bơi mà đâu biết bây giờ mai mốt về dưới chiều con với chơi chung lại chơi rồi lâu rồi. Yo, chia. Welcome to anh Hải YouTube channel. Nhớ subscribe and like. Nhớ đăng ký like. Right. Không đăng ký là về nó bị cái gì bad happen. Rồi nãy đường bạc nó học bắn là đấy. Bạn đây là nhà hàng La Sartoria. Chúng tôi phải research 3 ngày trước, hôm nay mới được vô. Nhà hàng. Đây là nhà hàng Ý. Wow, rất là nổi tiếng. Rồi. Beautiful. Chúng tôi đi chừng hiện giờ 24 người và hơi đông. Đây nhà hàng Italy, nhà hàng tên là La Cetoria, chuyên món Ý, chỉ mở cửa từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Rồi, chúng tôi tặng đường đây, lát nữa sẽ tương trình đó nha. Hôm nay đi ăn nhà hàng Ý. Wow, mấy phụ nữ uống rượu dữ quá. Hồi nãy vô uống hết một chai rồi. Kiếp. Rồi, uống hết rồi giờ phải vai chai thứ hai. Channel Hải Lan là 1.3. Một chai rượu đi rót không mấy ly là hết rồi. Đây rượu đặc biệt, hôm nay uống rượu Ý hết. Rượu Ý, ăn đồ Ý, rượu Ý. Không được hả? Trời, anh ngủ hết. Đây. Còn tuổi trẻ kiếp từ ngồi một bàn này. Ready yet? Ready to order? Đây mỗi cháu cầm một cái phone, scan menu, xong rồi coi menu tự chọn. Đây, món ăn Mỹ của chúng tôi ra, món này gọi là bạch tuộc nhảy cầu. Đó là bạch tuộc này phải cầu, chứ không phải là đánh bát. Cái này là cái gì? Đâu ai biết cái này là gì? Cái này là món này. Ok. Wagyu E5. Này là rau củ đấy hả? Đây, cái này có mua E5 đâu đây. Chơi không ạ? Thành khoai đâu? Cắt lá. Cái đấy khoai phải trên. Cái này ha. Bánh mì. Đây. Đây là món ăn nhẹ
thôi cha. Thôi con muốn chín là chia ra đây. Món này là sa mạn. Món sa mạn hả? Cái này cá sa mạn này đây. Muốn ý là muốn ăn một chút chút vậy, biểu diễn chơi thôi. Cái này là dessert rồi thì ăn cho ăn dessert thôi. Ăn cho nó dính miệng đó. Lát nữa rồi ăn dessert riêng nữa. Bò này mình không có sốt gì hả? Dạ. Đây món ấy này đặc sản của Ý, spaghetti seafood. Rồi mới ra, lâu lâu ra một món. Món này là scallop seafood đặc biệt. Còn anh Sơn đang ăn có món gọi là xa nhà nhớ mày già. À, xa nhà nhớ mày già. Rồi, bây giờ chưa đoán chưa ra hả? Nói vậy.